Ninh Giang trên đấy quê nhà xanh lam cổ tích một ba núi cao. Chuyện văn bó đôi khang
phục hoàng thân thần thánh đế điện trung. Con sơ dâng lên ông về tâu đôi chú thêm rõ ràng chú thêm nhị tự trường sinh. Đồng sư trang trình về tuổi tế long long vàng. Phật tuyên kinh sau cung ganh tam tứ phủ trần triều đến lễ sơn trang nhở. Dạ. Nhất tâm lòng kiều thỉnh ghế quan ta nhở. Dạ. Xảo đông hầu tranh giang đại vương kỳ cùng là anh chắc dáng đền trung lai lâm đền sở nhở. Dạ. Để xe loan ngự đồng nhở. Dạ. Để chứng tâm chứng đàn chứng lễ chứng lòng thành nhở. Để khung phù cho ghế quan thầy họ trần nhở khỏe chân mạch tay sống lâu trăm tuổi thọ. Dạ. Tỉnh Lạng Sơn nhở. Dạ. Để bồi hơi tiếp sức cho ghế quan thầy họ trần nhở. Có tài có lộc có ngân có xuyến nhở xây đền đáp phủ nhở. Dạ. Để cụ chứng tâm cho pháp sư đàn ca chúc tánh nhị vị hầu dâm nhà chư thanh đồng chư đệ tử con nhang các lính các ghế hai hàng bốn phủ chầu trực cửa quan ta ngày hôm nay nhà lầu lộc đấy chủ lào chủ ấy nhở. Quan ta lại sáng bản đền để cung phủ cho bách gia trăm họ quốc tái dân an nhở. Dòng sông tranh đêm ngày vẫn chảy sông tuôn trào cuồn cuộn chảy về
Ông Kim Chi, Ông Kim Chi, các giá tắt tòa, nay về giá ngự xứng ca bàn đề là. Chú thật thân biến thành chữ thiên, đức thuận thân tháo huyền, ông lớn nơi độ cho. Đời lên tổ quản cai triều đình.